Chào các bác nhá. Nay em quay cho các bác xem cái cảnh muội hồng mà em dâm từ trước Tết đến giờ, tháng 12 âm lịch ấy, thì em cũng dâm trong cái thùng xốp với cát này thôi, cắm không thôi. Thì em tiếc cái cảnh em cắt ra thì em cắm vào thôi, mà nay rũ ra thấy nó ra dễ, mầm nó lên, nhưng mà em không khẳng định. Nhưng mà khi rũ ra thấy rễ ra nhiều như này thì quay cho các bác xem. Đây các bác xem, vết cắt lớn ở đây như thế này đây. Đấy, không có một tí rễ nào mà nó ra từ thân đây. Cảnh này cũng thế đây, các bác xem vết cắt đây. Bây giờ nó ra từ thân dài như thế này rồi đây. Đấy, như này thì trồng thì nó dễ sống thôi, đã là dễ rồi thì nó dễ sống rồi. Dòng muội hồng khu vực Hà Nam nha các bác nhá, lá lông búp rất đẹp như nhung ấy. Thôi chào các bác nhá, giờ em không có chỗ trồng nên là em rũ nó ra trồng tạm ở đám vườn thôi, chứ còn em thì giờ hết chỗ trồng rồi. Thôi chào các bác nhá.